Ở nhà đang to đấy nhỉ? Anh vào đây làm gì ấy? To đâu? To đâu ai tiền bọn anh đến giờ đến hạn rồi chưa thay giả nhỉ? Thằng to to đi đâu rồi? À. Đúng rồi. Đây thằng thằng con ấy hai bài tiền đây. Gái cũ kiểu có mượn tiền đây. Ở bên anh. Giấy đây. Tiền có vay tiền đây. Không ấy trả mất tích đi đâu à? Này giấy vay nợ đây. Có giấy. Đâu ở nhà hết. Bọn anh đây không phải cho ở không đâu. Tiền và anh đã cắt công đây. Ở đây cả cút ra khỏi đây. Ra ra khỏi đây. Đi anh. À, ra ngoài không ở gì hết, đứng dậy đây. Mày đi anh, không phải bây giờ từ đây mà đi ra cút. Có người gọi là mày này. Thì ít ra mà mày bỏ gì nói. Mày ngắn tao em. Nhớ nó giỡn nhờ. Mày giỡn tao mày này. Mày thì à. Mày thì bỏ nó ít tao này. Mày muốn giỡn tao này. Nó xả nó ít tao này mà. Ê thì anh có giỡn. Giết tao ký mình cơ quan luôn. Mình chết cơ quan à. Mày ngay. Giết thông mùa. Nè. Kia xuống anh. Nè. Mày giỡn tao này à. Mày bắt nó giỡn tao mày này à. Không tao còn gì à. Bần. Không nghĩ nữa, bần hết tay thì ai cho mày tắm hả? Im ở đây nhá. Bần tí không cho em mày tắm nữa nhá. Con.
không hiền nào. Ướt nha. Em cầm một cái cho mẹ đi. Em cầm một cái. Cầm cái này. Mưa bỏ mẹ rồi. Đây phải nhà đang to đấy nhỉ? Anh về đây làm gì á? To đâu? To đâu, ai tiền bọn anh đến giờ đến hạn rồi chưa thay giả nhỉ? Thằng to to đi đâu rồi? To à? Đúng rồi. Đây thằng thằng con ấy hai bài tiền đây. Gái bố kiểu có mượn tiền ở bên anh. Giấy đây. Tiền có vay tiền đây. Không ấy trả mất tích đi đâu. Này giấy vay nợ đây. Có giấy triệu có mượn của bên anh là 100 triệu đồng. Em có biết đâu, nó bảo hay đi. Ngày hôm nay vay ngày mùng 2 tháng 9 từ năm trước rồi. Nó lừa em, nó bảo nó đi làm. Đi làm vay tận 100 triệu gái gú rồi bạc. Mẹ hôm nay rồi vay ký giấy trắng mực đen đấy rồi. Bây giờ đến ngày giả tiền rồi nhưng mà chưa thấy thằng đấy mang về giả. Bây giờ làm thế nào được? Không biết nữa. Đây, giấy trắng mực đen ở đây rồi. Hỏi trùng nào nhá. Bây giờ hỏi nó nào. Anh gửi tiền cho bọn anh.
Em có biết đâu, chồng. Nó vay nó tự trả chứ. Biết nó vay nó tự trả đây nhà nhá. Bây giờ em trả tiền hay là như nào để anh thu hồi lại chỗ đất này? Thì bọn anh gắn nợ hay là làm thế nào được không? Bây giờ trả tiền luôn hay là như thế nào? Thì em xem 3 hôm xem em có... ba hôm à? Nha. Bây giờ là em bảo 2 hôm nữa. Anh cho thời hạn là 2 hôm. Nhà thì này mà mẹ nhà giọt nát này mà đi mẹ vay tiền mẹ 100 triệu để ăn chơi mẹ vợ con nhà hai hôm là bà anh ở cất công từ thành phố lên đây giả tiền không được bà anh về tiền xăng có làm thế nào được cũng đến ngày rồi mà trong này chưa trả tiền cho đội anh đội anh thu luôn cái nhà này nhá bây giờ bà ra đây khỏi ngay lập tức. Em có biết đâu. Không biết cũng không biết đây đất tôi để gắn nợ đây giấy nợ gắn nợ nếu mà không trả được. Chỗ này chắc đất cũng hơi to ấy à. Đất này. Đấy xem có đồ gì dọn đi hết đi nha. Đội anh thu ở chỗ đất này nha. Nhưng mà em có biết đâu. Không biết nó đây. Nó tự giấy đây, đất đây, đầy đủ đây, chiếc kia đây trang bức đen đây gì nữa à. Giờ mình phải thu hồi đi, không mà để lâu lắm rồi. Đi ra khỏi chỗ này nhá. Nhưng mà cái nhà này là em làm cơ mà. Nhà này làm nhưng mà đất là của đội anh rồi. Bây giờ là em cứ cầm cái giấy này đi. Ra khỏi nhà, bây giờ bọn anh thu hồi cái đất này. Anh đi tìm nó mà bảo nó trả. Nó mất tích rồi. Đó, bây giờ bọn anh tìm thấy không thấy rồi. Còn tìm thấy thì bọn anh đã không về đây hỏi em rồi. Nha. Bây giờ bà phải gọi hết đồ đi, đất được của tôi chứ mang cả nhà cho. Cô trả tiền thôi, đi ra khỏi đây thì thôi nhỉ. Em xin anh cho em ở mấy hôm. Không có xin sỏ gì hết đây, xin cả năm trời ơi rồi. Mất bao nhiêu tiền bà ấy đời rồi. Nhưng mà nó phải trả chứ. Bây giờ nó mất tích rồi biết làm nào. Đấy bây giờ có đồ gì em cứ lấy ra hết đi. Cầm đi ra khỏi đây này. Chỗ này đất của bọn anh rồi. Nha. Được không? Đấy, bây giờ đi ra khỏi đây ngay phải trương hoặc là trả tiền thì thôi. Một trong hai phương án. Bà chọn đi. Một tiền trả một tiền thì đi cút khỏi đây không? Xem mà đấy bà à? Xem cho kỹ cầm cái chân tài trong đất thôi được. Nhưng mà bà nó trả chứ. Nó không biết ở đâu. Bây giờ bọn anh tìm không thấy nó rồi. Nó trốn rồi. Sang bên Macau rồi. Bây giờ nó sang bên Iraq rồi. Đấy, bây giờ một là em trả tiền hay là đi ra khỏi nhà chọn hai phương án đấy. Không bà anh có đồ cho bà ấy. Đấy này đồ này đi ra ngoài nhà em sỏ cái gì đéo xin sỏ gì đi ra ngoài khỏi nhà đấy có đồ gì lấy ra ngoài hết đi để em không ở gì hết bây giờ bà anh cất công từ dưới luôn lên đi ra ngoài cầm con dao đừng để anh phải nóng nhá đeo bế con dâu đi đây được. Đi nhá ra khỏi nhà hết bọn anh ơi không phải cho đi. Ở không không tiền bọn anh đã cắt công đây nếu muốn ở thì bây giờ nào làm đi ra ngoài đi ra khỏi đây không xin xe gì hết bây giờ bọn anh từ dưới lên đi ra ngoài nhanh bế con đi ra ngoài đi luôn anh đi luôn không phải hết thì em xin bà anh ơi rồi thu hồi đất này mẹ chắc còn chưa đến 100 triệu nha đi ra ngoài không có gì hết đi ra ngoài nhanh đất bà anh đi ra khỏi nhà đấy đi ra khỏi bây giờ đất lên bà anh rồi đi ra ngoài nhanh đi nhưng mà đây là nhà em mà bây giờ bà anh thu hồi rồi đi luôn khỏi phải nhiều khỏi phải xoắn nhiều nhá đi ra ngoài bây giờ để cơm ăn cuối làm gì nhỉ nghe anh mày không phải ở gì hết đi ra ngoài đi cầm đồ đi ra ngoài hết lên cầm đồ ở đi cầm đồ và xách ba lô mà ra ngoài anh các bạn để vào anh đi không ở gì hết đi cầm đồ đi ra ngoài anh đi ra hết hay à mẹ đứa phải bọn anh ra tay rồi đi nhà xong đi nghe phải chưa nói một là một hai là hai á mẹ nói nhiều bọn anh bực cười ấy không xin xét gì hết đi lấy gùi đi ra lên không phải nói nhiều rồi đi
đi luôn. Lên đi luôn, đi ra khỏi đây. Em quay lại. Không xin quay gì mà hết, đi ra lên. Yeah. Đi không nghe gì hết, đi. Không có xin xỏ gì ở đây. Không xin xỏ gì hết, đi ra lên. Cho em tin mấy ôm. Trời sắp mưa rồi. Mưa. Bây giờ tự tìm chỗ ở đi bọn anh về, bọn anh còn phải ở đây, sáng mai còn về á. Khóc rồi nhá. Bây giờ mưa bọn anh không về được. Đi ra lên. Chỗ này không xin hết. Ngày mai đây tụi này dỡ nhà rồi. Không phải nói nhiều, đi ra lên. Khai thác đất. Đất bọn anh rồi, bây giờ cấm nói nhiều nha. Không phải xin xỏ gì hết, đi ra hết. Đất bọn anh. Lúc nào chợ Tôn trả hết tiền tụi anh. Lúc nào bảo nó trả tiền đi, ra hết, đi ra ngoài nha anh. Không phải xin xỏ gì hết, bọn anh không cho gì hết nha. Bây giờ trả tiền đi bọn anh chờ. Đi ra hết, bọn anh. Bọn anh phải thu hồi chỗ này. Tìm chỗ nào có mưa nha. Không câu nào hết ở đây cả, cút ra khỏi đây. Đi anh. Ra luôn. Đi hết mày lôi. Đi ra lên. Không ai dở gì hết. Đi ra ngoài. Đi ra lên. Không xin gì hết. Mà này. Đi ra khỏi hết. Không ai gì. Đi ra. Nhanh. Đứng dậy đi. Ra ngoài không ở gì hết. Đứng dậy. Mày đi nhanh. Vô hoài. Bây giờ từ đây mà. Đi ra cút. Biến. Không xin gì hết. Đi ra ngoài. Không ở hết gì hết. Đi ra lên. Giỏi quá. Giỏi rồi. Không xin gì hết. Bây giờ không trả tiền được bọn anh. Phải anh không xin gì hết nhá. Đi ra khỏi đây. Các loài à. Đi ra rồi. Đi chưa? Bà này đi rồi nhá. Bây giờ tối đây đất rồi này. Mày anh bàn giao cho khu này chú cách quản đây á. Ok. Để em nuôi cá bán rau. Mày làm cái ao, đào ao ở đây. Ôi, rồi đi sao rồi. Ngủ đây, sáng mai mình đi về. Mày để em nhà. Chuẩn bị xem nào, tình hình em là cai quản chỗ này. Mày đi ra chỗ. Nhâm ơi. Hình thông cho mình nhâm ạ. Thông ơi. Nhâm à, bị em kéo á. Như này chẳng hiểu. Như này chẳng hiểu. Bị em tối em kéo mà. Không có em tên á. Như này em nghỉ như cái này. Như tối em kéo mà. Nghỉ như gỗ nở cái này. Sao rồi. Được. Như thế à. Như gỗ. Không có em tên nào. Nghỉ như nhanh. Thôi đây lỗ ao này. À đôi. Là đuôi. Nhẳng nhiều. Vô là lỗ tao gỗ chấm xe chăm này à lỗ à. Vô tao gỗ, vô tao hăng tao gỗ. Hai lỗ chấm xe nó nói à lỗ à. Nhẳng nhiều nên nua tay nhẳng nhiều nên tên nở đang trẻ. Vẫn có gì tấm tấm của mười dìm nào mùa hoa nửng nhanh. Vô không có dèm tôi nào. 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 Mày phụ giam tụ. Mình. Phụ giam tụ nào. Ok, muốn mình hãy mình giam tụ nào.
dâm tôi làm mình hay làm mình dâm mình mà kẻ mùi mình hay làm mình dám chịu trách nhiệm nào mẹ không có dâm tôi làm mình coi dâm làm mà nha không không mình hay làm mình không có dâm tôi làm mày hả mày xem mày nhớ nổ cái này nào không mày xem nhẹ nhàng nữa mày xem đi mày